Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái lô đất tuyệt đẹp, góc hai mặt tiền, vị trí hiếm có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán rất tốt. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại mình đang đứng trên đường Nguyễn Văn Yến, trước mặt các bạn đó là đường Tô Hiệu đi ra Đầm Sen. Đây từ Tô Hiệu này chạy về đường Hòa Bình á là tới Đập Sen, nó cách chừng khoảng trên dưới 2 km, và hướng ngược lại đây là đi ra đường Phan Anh để đi về Thoại Ngọc Hầu. Và đây là cái con đường, nói là hẻm nhưng mà nó là một con đường thông từ Nguyễn Văn Yến qua Lý Thánh Tông. Trên trục đường này đều có trường học, đều có trung tâm thương mại đầy đủ, khu vực dân cư. Đây, giờ mời các bạn đi vào cái con đường này, nó là hẻm 67. Đó, thực ra là hẻm nhưng mà khu vực này thì đường xá nó thông thương hết rồi. Đó, trước mặt các bạn đó là có một cái dự án bán giá khá cao. Đó, người ta làm dạng như đồng bộ. Đó, thì toàn bộ đây là cái khu vực mình muốn giới thiệu cho các bạn là như vậy. Tại vì lô đất mà cũng không có gì đặc biệt và chi tiết, cho nên là mình chủ yếu là giới thiệu cái khu vực để các bạn nắm. Rồi từ ngay ngã ba này đi vào lô đất chừng khoảng 50 m. 50 m các bạn. Đây, đây là khu dân cư này. Bên này người ta đang xây nhà này các bạn này. Ta đang xây nhà đây, nhà to ghê. Tới lô đất ngay góc luôn đó, để các bạn học cái đường ha. Đường đi ra là Lý Thánh Tông, trước mặt các bạn là trường học Tân Thới Hòa, đường xe tải luôn, thông hết trơn luôn, xe tải tránh nhau luôn. Đây còn cái sản phẩm mình muốn giới thiệu cho các bạn đây đó, cái đường phía trước là Lý Thánh Tông các bạn, xe đang chạy, nếu mà mình nhìn kỹ chút xíu là thấy. Và cái lô góc này có diện tích là ngang 4 và dài 20, và được công nhận trong số là 56,8 m² sau khi trừ lộ giới. Mình muốn để các bạn coi cái đường đi ra đằng trước đó. Và nó có hai hướng này, một hướng bên góc này là hướng nam, và hướng mặt đường này là hướng tây. Nghĩa là có hai hướng, hướng tây và hướng nam là như vậy. Đó, từ cái map này qua tới bên đây đó, ra đường trước mặt các bạn đó. Nghĩa là cái vị trí rất là tốt luôn, vị trí có thể làm ăn vừa mua bán đồ, rất là đẹp, mở quán cà phê cà pháo rồi tận dụng cái lòng đường cái này là tuyệt vời đó. Đây lô đất nằm đây rất là gọn gàng, và chủ nhà người ta muốn giảm giá sâu để người ta bán không giảm giá sâu để bán trong thời điểm này. Đất tốt ha, cái này xây ít thì chừa ít để làm cái vườn tuyệt vời đó. Từ đằng trước ra tới đằng sau này các bạn, nghĩa là tính ra là khoảng 20 m á, 20 m, nhưng mà sau khi trừ lộ giới đi thì nó được còn công nhận trong số là 56,8 m². Nó vô tới cái đụng cái tường trong nhà luôn, nghĩa là đất này số phòng riêng pháp lý đầy đủ rồi ha. Đó, quy hoạch dân cư rồi, cái này về chỉ việc xây nhà thôi, hoặc là làm cái quán cà phê lên bán tuyệt vời. Giá mình để phút thứ năm, các bạn cố gắng tới để theo dõi. Đó, quý vị thấy không? Người ta hàng xóm người ta đang tận dụng, người ta trồng cây rồi này kia không? Đó, một cái rất là đẹp, khu vực rất đẹp. Nói chung chủ nhà người ta cũng quá kẹt đó các bạn, kẹt nhiều cho nên người ta bán trong giai đoạn này. Chứ khu vực này kinh doanh buôn bán thì tốt rồi. Đi vài bước chân là tới trường học Tân Thới Hòa đó. Và cũng có một cái các cái trung tâm thương mại, người ta bán hàng lương thực thực phẩm khá nhiều. Đó, nhà cửa san sát rồi, khu dân cư ổn định rồi.
đường xá thông thường. Và mình xin báo giá luôn, giá chính chủ 6 tỷ 5 còn thương lượng, nghĩa là 6 tỷ rưỡi còn thương lượng. Mình xin báo giá các bạn ha, 6 tỷ rưỡi còn thương lượng. Đó nghĩa là một cái lô đất mà có cái diện tích là tới 420 gần 80 mét vuông tính cả vỉa hè ha. Đó, mình làm sân làm bãi sau này mở quán cà phê cà pháo được thì quá tốt. 6 tỷ rưỡi thương lượng. Bạn nào có nhu cầu cứ điện thoại cho mình sẽ dẫn các bạn đi xem đất cũng như cung cấp thêm thông tin cho các bạn. Đó, trong thời điểm này mà người ta bán là các bạn thấy quá kẹt rồi. Họ thì để dành để xây nhà nhưng bây giờ không để dành được, kham không nổi cho nên bắt buộc phải bán. Đó cho nên là lô đất mình cứ quay lui quay tới cho các bạn coi, và thực ra đây là những cái con đường thông thường hết trơn á. Bây giờ tại vì cái giờ khá trưa rồi, xe cộ nó ít chạy qua chạy lại, buổi sáng buổi chiều rất là đông đúc trên tuyến đường này, người ta đi làm đi học đi về á, đông lắm. Về pháp lý thì đầy đủ và rõ ràng, sổ hồng riêng có thể công chứng liền luôn. Là một lô đất vị trí rất đẹp. Đó, xung quanh người ta ở hết à, người ta đi làm à, chiều tối về rất là đông luôn. Những cái vị trí hiếm có không? À, phường Tân Thới Hòa. Đó, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú các bạn, quận Tân Phú. Diện tích công nhận là 56,8 m2. Đó, sau khi đã trừ lộ dân ha. Đó, mình coi cái sơ đồ kích thước phía sau. Đây, 420 ràng trước luôn, tính cả cái lề đường á. Và sau khi trừ lộ giới rồi thì còn lại 14,55, nghĩa là gần 15, 45 tuyệt vời này. Đó thì trên đây toàn bộ cái lô đất mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Một cái lô đất vị trí rất đẹp, có thể làm ăn, buôn bán, kinh doanh rất tốt trong thời điểm này. Bạn nào có nhu cầu cứ điện thoại cho mình sẽ cung cấp thêm thông tin cũng như dẫn các bạn đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin thưa anh, chào tạm biệt.